Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng preset ở một cách chi tiết ở trên Camera Raw luôn. Mình có một cái video làm bên Lightroom rồi, cho nên nếu như bạn nào chỉ sử dụng Lightroom thì anh em qua cái video đó nhé. Còn đây mình sẽ sử dụng Camera Raw ở trên Photoshop và sử dụng chủ yếu là những cái preset mà mình đang bán trên website. Thì nếu bạn nào chưa biết hoặc là bạn đang có nhu cầu blend màu nhanh bằng preset thì anh em có thể lên trên website giúp mình nhé. Mình link thì mình để dưới phần comment ghim đầu tiên đó, hoặc là dưới phần description, phần mô tả, hoặc các bạn lên website hpphotoshop.com sẽ thấy phần cửa hàng nhé. Thì trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy kéo xuống một xíu, nhấn subscribe, đăng ký và nhấn cái nút chuông nhỏ ở bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai nhé. Ok, mình vô video thôi. Rồi, ở đây thì mình sử dụng Photoshop CC 2019. Tuy nhiên là nếu như các bạn sử dụng Photoshop bản cũ hơn thì cố gắng giúp mình là tối thiểu là phiên bản CS6 trở lên nhé. CS6. Thì nếu như các bạn sử dụng CS6 á, thì tất nhiên là Camera Raw thì mình có một cái lưu ý cho anh em là để sử dụng cái preset mà màu nó mượt nhất thì anh em nên sử dụng file raw ha. Mà file raw thì ví dụ như là anh em sử dụng máy đời mới, máy chụp đời mới á, thì tùy cái phiên bản Photoshop, tùy phiên bản Camera Raw mà nó sẽ hỗ trợ cái phiên bản cái định dạng raw của cái máy chụp của anh em. Có nghĩa là máy chụp anh em càng xịn thì cái phiên bản mà anh em sử dụng Photoshop nó phải lớn để mà người ta cập nhật tới cái file raw của máy của anh em á ha. Thì ví dụ như là anh em sử dụng CS6 hoặc là như thế nào đó, hoặc là máy yếu quá, máy tính yếu quá, và chúng ta sử dụng một cái máy chụp mà nó đời mới thì anh em hãy sử dụng cái phần mềm tên là DNG Converter. Thì mình có cái link, có cái video hướng dẫn sử dụng phần mềm đó rồi. Thì đại khái nó chuyển về một cái định dạng raw nhưng mà phiên bản nào cũng đọc được ha. Điều đó nó sẽ ok nhất. Còn không anh em sử dụng file JPEG cũng được, ok ha. File JPEG anh em vẫn sử dụng Camera Raw được. Rồi, ở đây để bật được Camera Raw thì nếu như anh em sử dụng file raw thì chúng ta chỉ việc click vào mở file raw, hoặc là vào open, hoặc là file open, hoặc là kéo thả file raw vô Photoshop thì nó cũng sẽ đều hiện cái cửa sổ Camera Raw lên. Như đây mình đang sử dụng Camera Raw 12. Tuy nhiên, nếu như anh em sử dụng file JPEG rồi, để mở được Camera Raw với file JPEG mà ở những phiên bản cũ thì các bạn sẽ vào trong edit, chọn preference và chọn Camera Raw. Ở trong phía ở đây mình đang sử dụng Mac á, thì nó nằm ở trong cái menu Photoshop CC nhé. Các bạn sẽ vào preference này, Camera Raw. Nếu như anh em sử dụng Windows thì cái preference nó sẽ nằm ở bên edit nhé. Rồi các bạn chọn Camera Raw. Rồi nếu như là phiên bản cũ á, thì nó sẽ có cái JPEG hex này, nó nằm ở cuối á. Thì ở cái phần JPEG các bạn sẽ chọn là automatically open all support JPEG nhé. Ví dụ chọn như thế này. Điều đó anh em sử dụng mở file JPEG lên thì nó cũng sẽ hiện cái cửa sổ Camera Raw ra. Phiên bản cũ thì nó sẽ không có nằm tab như vậy mà nó sẽ nằm ở dưới nhé. Thì anh em cứ chọn là automatically open all support là được rồi. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng mở một cái file raw. Ví dụ như là anh em sử dụng phiên bản mới đi thì em cũng có thể làm tương tự, nhưng mà anh em có thể vào ngay filter và chọn là Camera Raw filter ngay đây thì nó sẽ hiện cửa sổ. Nhưng mà nếu mà từ CC dưới phiên bản CC 2015 thì nó sẽ không có Camera Raw ở đây mà anh em sẽ phải mở kia nhé. Rồi. Thì đó là cái cách mở Camera Raw, nó hơi phức tạp một chút xíu thì anh em thông cảm. Thì mình cũng phải nhắc tới thôi tại vì có nhiều anh em cũng thắc mắc. Rồi, ở đây nhé. Mình sẽ có cái cửa sổ Camera Raw như thế này. Mình sẽ mở rộng hết cỡ ra cho anh em dễ nhìn nhé. Rồi, đây là cửa sổ Camera Raw ha, tất cả phiên bản thì đều nó sẽ như thế này cả. Rồi, để sử dụng preset thì anh em sẽ sang cái tab preset ở ngay bên này. Thì ở trong cái của mình gửi cho các bạn á, thì nó sẽ có những cái bộ preset, ví dụ như là live preset, raw preset, film preset, deluxe preset chẳng hạn vậy. Thì ở đây cái hình này nó hơi chất chút xíu thì mình sẽ sử dụng bộ film preset đi để cho nó màu nó chất ha. Thì ở đây ví dụ khi các bạn chọn cái preset á, thì như mình nói rồi đó, các bạn sẽ cần sử dụng một cái file để cho nó mượt nhất. Thì anh em nên sử dụng file raw. File raw là file gốc của cái máy ảnh của ông ta. Còn file JPEG á, là file đã nén rồi. Nhưng mà tất nhiên anh em vẫn sử dụng file JPEG được ha, màu nó không mượt bằng thôi. Thì ở đây mình sử dụng file raw của stock này là của Đức P nhé, Đức P Studio. Thì khi các bạn chọn cái hình của ông ta Nếu như được thì anh em hãy chụp chọn cái hình nó đúng sáng ha, nó đúng sáng thì lúc đó anh em đưa cái con chuột qua những cái preset như thế này thì nó sẽ ra cái màu nó gần ok nhất ha. Ví dụ như là chất thì mình có thể là mình chọn cái màu số 19 đi, nhìn nó khá là ok này, màu số 19 nhìn khá là ok. Sau đó sau khi các bạn chọn màu xong rồi thì các bạn sẽ quay trở lại cái tab basic để chúng ta chỉnh lại hai thứ cho mình thôi. Đầu tiên là exposure là chỉnh về ánh sáng, và thứ hai là white balance là chỉnh về nhiệt độ màu. Ánh sáng thì các bạn chỉ cần tăng giảm sáng làm sao để cho nó phù hợp với hình của anh em thôi. Ví dụ như ở đây hình này đi, thì mình cảm thấy ánh sáng như vậy nó khá là ok, bởi vì hình này là chụp cũng khá đúng sáng rồi. Còn trường hợp anh em thấy tối quá thì anh em chỉ việc kéo lại thôi nhé. Rồi tiếp theo là white balance. Thì ở white balance này thì mình chủ yếu tập trung vào cái temperature là chủ yếu ha. Ví dụ các bạn cảm thấy như cái này đang hơi nóng quá chẳng hạn vậy, thì anh em có thể giảm bớt cái độ nóng đi. Thì chỉ khi mà anh em giảm bớt như vậy thôi thì màu sắc nó cũng thay đổi khá là nhiều. Cho nên nếu như mà anh em sử dụng ở đây mà các bạn lướt qua mà các bạn cảm thấy ảnh nó không có phù hợp như này đi ha, các bạn cảm thấy nó ám màu quá, nó sao nó xấu quá, nhưng mà khi chúng ta quay trở lại bên temperature các bạn có thể tăng giảm cái này. Ví dụ như là ở đây mình có thể tăng giảm cái đó temperature, mình làm độ lạnh đi và mình tăng cái tia lên để cho nó cân bằng cái màu xanh lại. Bởi vì như hồi nãy các bạn cảm thấy là đây shot nha, là như lúc đầu nhá, thì nó hơi ám màu xanh lá cây ha, hơi ám màu xanh lá cây các bạn nhìn mắt thường cũng thấy. Thì lúc đó các bạn tăng cái tia lên, đó, và lúc đó nó sẽ cân bằng lại ha. Temperature cũng vậy, mình đang thấy nó hơi lạnh rồi xong. Sau đó các bạn sẽ tăng exposure lên chút xíu để cho nó phù hợp. Đó, thì nó chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Rồi ví dụ như là các bạn cảm thấy cái vùng sáng của ông ta là cái khu vực mà nó có cái bóng mà nó hơi tối quá thì anh em sẽ tăng shadow ha, shadow để nó tăng cái vùng như thế. Còn ví dụ như anh em cảm thấy cháy sáng quá thì anh em có thể giảm thêm cái highlight ha. Rồi, thì đơn giản là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi về cái noise. Các bạn xử lý, các bạn cảm thấy nó noise quá thì anh em tăng cái noise reduction lên để nó xử lý. Và tiếp theo nếu như anh em đã tăng noise rồi mà nó vẫn chưa có giảm thì đây ví dụ như là mình chọn những cái thì cái đó là hiệu ứng grain ha, hiệu ứng grain. Đây ví dụ như là hình này đi, các bạn cảm thấy tự nhiên nó sao nó nhiễu hạt nhiều quá thì anh em sẽ sang cái phần là effect nhá. Thì chúng ta sẽ giảm cái grain đi, cái grain này chính là cái noise ha, thì các bạn giảm về không luôn thì nó sẽ khử hết cái noise của ông ta đi. Đó thì lúc đó nó sẽ ok. Đó, sau đó các bạn có thể chọn Open Image để chúng ta tiếp tục xử lý ra ở trên Photoshop, hoặc là các bạn lưu ngay ở trong Camera Raw luôn. Nó sẽ có cái Save Image ở đây, ở góc này. Các bạn sẽ chọn ra, rồi chọn Destination là cái chỗ các bạn muốn lưu cái hình ha. Rồi File Extension các bạn sẽ để là JPEG. Đẹp đây là 8 bit, rồi không resize, để hình gốc thôi để chúng ta up lên Facebook cho nó nét nhất ha. Resolution các bạn để ví dụ như là up lên Facebook thì các bạn để 72. Còn in ra thì các bạn có thể để 150 hoặc là 300 ha. Giờ đây mình để 72 là click save thì nó sẽ lưu cái hình này ra. Đó thì đó là cái cách chúng ta sử dụng sơ qua Camera Raw ở trên Photoshop nhé. Thì tất nhiên nếu như các bạn sử dụng nó phức tạp hơn hay là nó như thế nào đó thì các bạn có thể liên hệ ở trên fanpage của mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em. Nếu như mà anh em cần hỗ trợ cài preset thì nếu như các bạn mua preset của mình thì mình cũng có thể hỗ trợ anh em cài preset qua phần mềm là Anydesk, anydesk.com. Thì nếu được anh em cứ nhắn tin trên fanpage của mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em thôi. Thì sử dụng preset ở trên Photoshop nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như là mình cảm thấy như này rồi, mình bấm Open Image thì cái hình này nó sẽ mở ở trong Photoshop của mình thôi. Đó. Thì tới đây anh em có thể lưu hoặc là chúng ta sử dụng những cái plugin Port Trader để chúng ta chỉnh sửa ra. Đó. Hoặc là ví dụ như là các bạn cần những cái phiên bản mà từ CC 2015 trở lên nhé, thì em có thể vào filter và chọn Camera Raw để chúng ta chọn một cái preset khác cũng được ha. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng cái preset ở trong Camera Raw. Mình nghĩ là nó cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì như cái Camera Raw này thì nó là một cái phiên bản thu nhỏ của Lightroom, cho nên là nó khá là dễ dùng. Và đối với những cái preset của mình mà anh em mua của mình nữa thì nó sẽ hỗ trợ anh em rất là nhiều trong cái việc blend màu như nãy giờ mình làm đó. Anh em có thể thấy là một cái hình như vậy thôi, mình chọn màu rất là nhanh, đỡ tốn thời gian của anh em, đặc biệt là anh em làm nghề hoặc là anh em không có gọi là tập trung quá nhiều kiến thức cho cái việc blend màu thì cứ dùng preset không vấn đề gì cả. Trừ khi anh em muốn học thì anh em cũng có thể sử dụng preset được để chúng ta coi thử, chọn cái preset màu rồi lúc đó mình có thể coi được đầy đủ thông số mà em sẽ biết được là mình đã chỉnh cái gì ở trong cái preset đó ha. Thì đơn giản là như vậy thôi. Đó là toàn bộ video này. Nếu như các bạn thích video này hãy like, subscribe và comment cho mình biết là ở những cái video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.